nào, thế để ba bố con bắt đầu vào làm diều giấy cho các bạn nhỏ xem nhá. Các bạn ơi, với diều giấy thì mình còn chuẩn bị một tờ giấy A4 nhá. Các bạn ơi, anh Cuội đang cắt giấy màu đỏ để chuẩn bị làm đuôi cho diều giấy màu sắp tới nha. Các bạn nhỏ ơi, tiếp theo sẽ là diều giấy màu nha. Úi giời. Wow. Úi. Cuội với cả Anna đang gửi những lời thân thương nhất tới các bạn nhỏ đấy. Các bạn ơi, công việc tiếp theo đó là dùng những cái dây màu này để chúng ta dán vào đuôi, làm phần đuôi diều nhá. Nhìn diều của chúng ta sẽ rất nhiều màu sắc và rất là bắt mắt, đúng không các bạn? À đúng rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, diều đã xong rồi đấy. Bây giờ việc cuối cùng đó là chúng ta sẽ buộc dây vào nhá. Thế là bao nhiêu sự nỗ lực của bố Cuội để làm ra chiếc diều này. Cuối cùng thì diều cũng đã lên rồi nhá. Hình như gió đi ngủ hết rồi sao ấy Anna? Gió phải đi ngủ các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, các bạn nhìn ở cây này, không có một chút gió nào luôn. Bây giờ gió đang về nhà ăn cơm hết rồi. Nên hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Các bạn ơi, bây giờ đã đến ngày hôm nay rồi. Và hôm qua bố Cuội đã làm diều đấy. Đấy chính là diều, thành quả diều của bố Cuội. Các bạn ơi, trong video hôm nay, diều cá mập vô địch của video hôm trước sẽ đấu với diều giấy màu của anh Cuội và diều giấy trắng của bố Cuội nha. Các bạn có thấy điều gì khá là thú vị không? Đó là Anna là tí hon mà lại thả diều khổng lồ, còn bố Cuội là khổng lồ thả diều giấy tí hon. Diều giấy đâu rồi nhỉ? Ôi, tìm mãi không thấy, hóa ra cuối cùng ở đây. Các bạn ơi, diều giấy tí hon của bố Cuội đã lên rồi nhá. Và lên rất cao luôn. Diều giấy tí hon này đang thả mình trong gió đấy các bạn ạ. Bay lên rất là cao luôn. Wow, thật là tuyệt vời. Và các bạn ơi, diều giấy màu cũng đang lên rồi này. Ôi, diều giấy màu có lại. Diều giấy màu đang nhảy các bạn ạ. Diều giấy màu của chúng ta vừa rồi nhảy vũ điệu gì nhỉ? Vũ điệu trà sữa. Các bạn ơi, diều cá mập đang bắt đầu lên nha. Cá mập cố lên ơi, cố lên em. Cá mập cố lên. Cá mập đang là vô địch trong video hôm trước ấy các bạn nhỏ à. Đúng là nhà vô địch của chúng ta có khác. Khi mà gặp gió một cái là thế là lên thôi. Yeah. Wow. Uầy, uầy, anh chàng cá mập này đang biểu diễn quá nhỉ. Diều cá mập đang thể hiện cho các bạn nhỏ xem ấy. Với hai loại diều giấy của bố Cuội mới làm, có thể chiến thắng và có thể vượt qua được diều cá mập này không? Diều của anh Cuội cố lên nha. Diều của Anna cố lên nha. Wow, Anna bây giờ quá là đỉnh rồi. Diều giấy dũng mãnh của chúng ta đang bắt đầu lên cao. Để xem có đấu lại được với diều khổng lồ vô địch không nha. Các bạn ơi, rất là tiếc nha. Tay cầm của Anna bị tuột nên bây giờ sẽ bay đi mất rồi. Chị zoom gần cho các bạn này. Đấy. Uầy. Diều cá mập đang lên rất là cao nhá. Mà không biết là liệu diều bay về đâu đây. Tiếc quá. Diều trắng chị đang zoom gần cho các bạn xem này. Diều trắng một đuôi nha. Wow, diều trắng một đuôi của chúng ta mặc dù là tí hon, mặc dù là rất là nhỏ thôi, nhưng mà bạn ấy có một sức mạnh vô biên luôn. Bạn ấy lên gần như sánh cao cùng với diều vô địch, diều khổng lồ mập. Các bạn hãy ấn like, đăng ký để anh em
tuần ra nhiều video thả diều mới nhất nhá. Điệu xoài ốc các bạn ạ. Các bạn ơi, vậy là nhà vô địch của chúng ta vẫn là diều cá mập ở xa tít trên trời kia nha. Và diều đứng thứ hai đó chính là diều tí hon màu trắng một đuôi. Và diều thua cuộc chính là diều xanh lá cây. Tiên quậy thả không tay. Ôi, anh quậy đang ngồi cây vào đây nè. Các bạn ơi, bọn mình sẽ xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn hãy like và đăng ký thật nhiều để xem nhiều thả diều mới. Hãy đừng nhớ xem thả diều siêu to khổng lồ, hai người mới thả được thôi các bạn ơi. Diều rơi siêu to khổng lồ luôn. Wow, thế là anh Cuội đã bật mí vào video diều tiếp theo rồi đấy các bạn ha. Bye bye các bạn đi Anna ơi. Anna đang rất là buồn, đang rất là nhớ diều cá mập. Bởi vì không may là diều cá mập đã bay đi rất là xa rồi. Nhưng không sao bạn ạ, không sao nhá. Diều cá mập đang bay đi rất là vui vẻ đó. Đây chính là diều xanh nè các bạn này. Nó to quá. Oh no. Ôi không, vậy là diều giấy của chúng ta cũng bay đi rồi các bạn ạ. Wow, hôm nay gió rất là to nhá. Diều giấy rơi xuống kia rồi các bạn ơi. Tạm biệt diều cá mập, tạm biệt diều giấy nha. Tạm biệt. Các bạn ơi, các bạn hãy cho video này thật nhiều like và đăng ký và chia sẻ cho các bạn khác cùng đăng ký để chào tạm biệt diều cá mập và chào tạm biệt diều giấy trắng một đuôi nha các bạn nhé.